Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Lộc Cà Lộc Cầm Lộc Cà Nhông Nhông Nhông. Thôi, em biết mục đích hôm nay em xuất hiện ở trong cái nhóm này là gì không Thôi? Sinh nhật thầy đúng không? Vậy Căng chương mi, ổn không em? Em đặt nó vô cái nick để em cũng phải thông báo lý do tại sao nó được vô cho em. Ủa không phải rồi mà, giỡn với thầy thôi. Nó giỡn với thầy. Anh giỡn đúng không? Rất thật. Ủa giỡn thiệt đúng không? Nó giỡn thiệt chứ đâu có giỡn giỡn đâu. Trời, sinh nhật cô Quyên này mới biết. Trời ơi, em vô mà em không tin được. Em thấy không, nọ cái ngày sinh đã nói là được cái ngành nghề của chính bả rồi. Mục đích hôm nay là gì vậy Lê Thư? À, tâm sự đêm khuya. Tâm sự đêm khuya hả? lát 12 giờ rồi. Ừ, tắt đi chứ giờ còn sớm á. What's up? Xong rồi, sớm. Dạ nha, chị Hai mà chốt cái phương án lúc nãy nha, được không Can Yumi? Rồi, ok thầy. Ok thầy, chốt hả? Rồi. Bây giờ chỉ cần sửa, cho năm gửi bài nha. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người. Bye. Mã Nhật Tân, em có thể mở cam lên không? Dạ, em là thầy. Thôi em tắt đi, em tắt cái thầy sợ. Em là thầy. Và có cái chữ Happy Birthday nữa kìa mấy đứa. Phòng gãy anh thầy. Wow. Lại là cô gái ấy. Mới ăn bị nói về. Bỏ tất cả mọi người, thà bỏ bạn bè, bỏ thầy cô để đi chỉ vì ăn một cái tô bị nói à? Không có thầy. Không có thầy. Không có đâu. Tôi nghĩ là một á là phải hát thiệt là hay, hai là phải hát thiệt là vui á, thiệt là hài và giải trí á. Chứ không là nó nhạt lắm luôn á. Cái một với cái hai thầy làm được á, chứ tụi em là không được cái nào hết. Rồi chắc là mình vẽ đi. Mình nghĩ là vẽ thì sẽ vừa thể hiện được cá tính của mình hơn, với lại cái cách mà cái góc nhìn của mình với cô hơn ha. Một cái đoạn content, cái đoạn mình trong quá trình mình vừa vẽ vừa đọc á, vừa nói đó. Mã Đỏ sẽ viết rap, một bài rap về cô, được chưa? Những phần nhưng mà những cái gia vị ở trong đó thì sẽ là những cái content mà các bạn gửi cho em. Em chỉ là rap vô beat và thêm những cái câu từ nó liên kết lại thôi, hiểu vấn đề không? Ủa nhưng mà thầy kêu viết một đoạn hay là viết một bài vậy thầy? Em có thể tùy hỷ. Em viết một bài mà phát đi phát lại trong vòng một tiếng. Nghe cho cô mày vừa nghe vừa ngủ. Trời ơi. Kênh của thầy, rồi kênh của thầy tụi nó ăn súp hết. Ra Mã Đỏ đây là cái sự kết hợp giữa Malice hả? À, Lộc Cà Lộc Cà Nhông 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 nha. Làm sao gặp lớp vậy má. Mình có gặp nhau không thầy? Thì gặp thì cũng được thôi. Tại vì có Mã Đỏ tài trợ về lẩu nè. Có Lê Thư tài trợ về karaoke nè. Thế thì còn gì bằng nhờ? Ủa thì còn nhớ luôn hả? Thì còn nhớ. Nhớ luôn á hả? Tao cấm bị bụng chết mang tay nha mày. Căng gì trời. Đoạn đầu là hay vô. Đừng nghĩ chị là chị của em là chị ngon nha. Trời ơi. Vậy được không? Tự nhiên sinh nhật cái bị đít kỳ cục vậy trời. Sinh nhật mà những cái tóc đẹp còn gì đâu thì cũng bình thường, đâu có gì đặc biệt. Cô dễ thương quá mà tụi em không diss cô được hả? Không diss được không? Chị nghĩ chị dễ thương là em không diss được chị hay sao đó? Gì vậy thầy? Thầy có hả? Bỡ ngỡ, em diss người ta giỏi lắm. Em bỡ ngỡ vậy? Không. Kỳ cục. Cần gì nữa không? Ví dụ như bữa trước là thấy Mã Đạo duyệt bài nhưng mà mặt xanh không còn giọt máu ha. Rồi cái hôm mà tụi em rủ cô đi karaoke, đi ăn xong đi karaoke đó. Cái sao vậy cô bắt là phải ngồi lại làm đó. Nổi điên mà kể tới vụ đó tao nổi điên luôn á mày. Tao ăn rất hứng luôn mày, háo hức vô cùng. Cái xong cái thầy kiểu, thôi chị đi xíu đi. Không em bài vậy mà đi cái gì? Cái thầy. Cái đoạn này để tao rap nha, đoạn này để tao rap nha. Ủa? Hay chưa? Cái này có chuyện ngon sao? Hả? Thầy có biết em đó là háo hức không?
nói chứ tao nhắc tới cái bữa đó ghê bay. Trời, tao nói là tao để dành cái bụng là để ăn lẩu bữa đó rồi. Rồi chuẩn bị nguyên một cái list nhạc đi, bữa đó bật lên ha, cứ đưa vô là hát, đưa vô là hát thôi. Ai về cuối cùng bà lập kèo. Nổi điên kìa. Thanh Thương, mời Thanh Thương đầu tiên. Không, cái lúc mà cô tát mọi người mà quên tát em. Em bực bội với cô lắm đúng không Thanh Thương? Dạ không. Đâu có. Lúc trời, đó trong lòng em nghĩ như thế nào? Chứ em đâu có bực gì đâu. À, không có khóc nha, không có khóc nha. Cô quên thôi, cô có khóc nha. Mã Đỏ gì nữa không? Mã Đỏ, em là thầy nghĩ em với cô nhiều kỷ niệm nhất Mã Đỏ. Tại vì dành thời gian của cô phần lớn là dành cho em. Tổng cái thời gian sửa bài của cô trong tốt nghiệp là em chiếm hết 1/2 thời gian đó rồi. Còn nửa còn lại là chia đều cho 5 bạn còn lại, 4 bạn còn lại. Nói kỳ, nói gì kỳ vậy? Nói kỳ nhưng mà đúng nha. Trời, có đau. Thầy nghĩ là Khôi sẽ có nhiều cái kỷ niệm xấu đối với cô Uyên Đồng nhất. Khôi có thể kể một vài. Trời ơi. Khôi có thể kể một vài cái được. Khôi có tương tác nào với cô? Có kỷ niệm xấu. Khôi hay hỏi mấy cái bài tào lao với cô lắm. Đúng không Khôi? Thầy làm khó quá rồi, mới nhắn cô. Mới nhắn cô chắc chưa được chục dòng nữa. Khôi là chắc là nhắn với cô Uyên là cô ơi cho nếu có thể là em sẽ vô nhóm của cô làm tốt nghiệp năm sau được hay không, cô xin. Cô xin. Cái lúc đó em ghim hận trong lòng đó, em có thể dãy bài ra, thầy nghĩ là đúng đúng không, đúng em phải im lặng chứ sao em đâu, em dãy đẩy rồi. Thầy biết là chọn thầy biết dễ thương đúng không thầy? Nghĩ sao giờ biết mà biết sao biết dễ thương. Ok ok. Cái gì nó phải máu lửa, nó phải là gây cấn, nó phải dồn dập. Hiểu không? Em nghĩ sao? Với một cái người có cái ngoại hình rất là thể thao như vậy mà em chọn cái phong cách dễ thương. Phải hả? Ok hay. Cái gì cái thằng đó nó ở một ông cô của em đó à. Một người con gái 0% mở thừa. Okay. Cô của tụi em chỉ toàn là cơ và xương thôi. Nghe chưa? Nghe chưa? Cô của tụi em nghe nói là 2 tuổi đã bắt đầu eat clean rồi. Cái phần thứ hai của cái bài rap nè. Cái phần này mình sẽ lật ngược lại cái phần trước. Được chưa? Bây giờ đến lúc là thể hiện cái cảm xúc đó với cô. Hay nghĩ đây là thế mạnh của các bạn á. Để gợi ý cho Mã Đỏ những cái đoạn mà ví dụ như là mình diss đã rồi, diss đã đời. Cái phần diss đó, ví dụ như cái clip này mình cho 5 phút đi ha, cái phần diss mình 4 phút rưỡi ha. Hay hay hay, nói vậy thôi chứ thật ra cô dễ thương mình khen có một câu thôi mình hết, hiểu không? Khen có một câu thôi. Mình diss đã đời rồi mình khen có một câu thôi là kết thúc cái clip luôn. Alo alo. Người mình tay trong sinh nhật kiểu này căng lắm mấy bạn. Cây nhà lấy giường chứ đâu có nhiều đâu. Yo what? Người miền Tây, người miền Tây alo alo. Người miền Tây ha ba yo cầm cái mic. Rap ra beat kara ok yo. Người miền Tây là người miền Tây nè. Chim khôn kêu tiếng rảnh rang. Người xinh nhìn phải là biết cô Uyên Đồng. Thầy Lập và chê tiệc hổng sen. Kêu thằng Mã Đỏ disco Uyên Đồng. Mã Đỏ chẳng thể làm ngơ. Chuyển qua Malina dis luôn hai người. Sinh nhật là ăn dis cho vui. Nghe Malina rap là bia khui rượu mừng. Sinh nhật ai về kề, sinh nhật ai về ta. Sinh nhật ai về kề, sinh nhật ai và ba. 2011 là sinh nhật ai về ha. Birthday ho với cặp bố. Sinh nhật ai về kề, sinh nhật ai về ta. Sinh nhật ai về kề, sinh nhật ai và ba. 2011 là sinh nhật ai về ha. Birthday ho với cặp bố. Tao nói trước là không có làm đâu nghe. Quê vụ karaoke là không có quê đâu friend. Cái đó là thầy Lộc nói, còn tụi em thì khác. Vì tạo viết disco là do thầy Lộc bài phát khoan. Vụ karaoke chưa xong, cô nói là bài chưa được nghe như sẽ tông ngang hông. Đội huy kẹo đi ca, tụi em muốn lao ban công. Mấy lạnh thư viện cầm theo cô Uyên như kéo mùa hạ sang đông. Sợ muốn chết, cô đi không nghe tiếng chân mà sợ muốn chết.
cắm mắt lô lá mà lạnh sống lưng. Lúc làm bài cô bảo là thêm mắm thêm muối, cũng cực thấy mẹ mà sao mày đắm mê đuôi. Ráng làm đâu có biết ngày giờ, đến lúc nhận thức được thì mặt trăng đã hóa mặt trời. Đưa bài cô gì thì nhận xét mấy chục lời, ghi mấy chục hàng, chép mấy chục dòng, qua trang nhìn lại thầm mấy chục tờ. Lúc đó nạn miệng nó đơ, mắt nó bụp, rút cái bút xuống, tắt cái lá để dẹp vô cặp nè. Mà là dân tiếp hop đâu thể nào dục chí buông tay. Bắt chu the game, nhấn ga đường đua, chạy hết tốc lực, gặp cái em như là ngọc chết anh cũng phải cua. Bắt chu the game, nhấn ga đường đua, chạy hết tốc lực, gặp cái em như là ngọc chết thì anh cũng phải cua. Thôi em xin hát câu này, lỡ mai mốt nhớ thì về tìm em. Qua môn phải bắt cầu kiều, muốn cô Uyên giữ thì hãy ráp câu này. Quay qua thấy cô Uyên đồng, là bài chưa xong là anh nặng đồng nha em. Xin những ai về kể, xin những ai về ta, xin những ai về kể, xin những ai về ba, xin những ai về kể, xin những ai về ta, xin những ai về kể, xin những ai về ba. 2011 là xin những ai vậy? 2011 là xin những ai? Xin những ai về kể, xin những ai về ta, xin những ai về kể, xin những ai về ba. 2011 là xin những ai vậy ha? Ba đây hô biết cặp bố. Quay qua thấy cô Uyên đồng, làm bài chưa xong là ăn đàn đồng nha em. Happy birthday cô Uyên. Cô Uyên. Cỡ ngày mấy là sinh nhật cô vậy thầy? Cỡ ngày mấy là sinh nhật cô vậy thầy? Cỡ ngày mấy? Trời. 20 tháng 11. Ok. 20 tháng 11. Rồi cuối cùng nó ạc vô cái group này, nó không hiểu chức năng của cái group này là cái gì tụi em. Không không? Xin lỗi. Nhưng mà thầy đủ xin chưa? Thầy có nên thay một cái app semi xin hơn không? Nè, đó rồi. Thầy thay đi. Cho nó trân trọng. Để thầy 5 phút ha. Thầy ơi. Ủa nó giỡn. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mình ngồi sau là thiện rồi. 22 giờ 6 phút mình vô. Là xong rồi đó. Ủa cái gì? Cái gì lẹ vậy? Ok. Ủi. Nhanh vậy thầy. Xin giúp chị ta mà không nhanh. Trời ơi, cái gì vô tóc giả vô. Đứa này nó hay gớm thiệt hả? Tao bẹt. Happy birthday cô Uyên. Đồng. Đồng. Em nghĩ vậy là dễ thương. Em không biết là cô Uyên Đồng rất sợ những cái kiểu. Ủa, đó thầy, hả Mã Đỏ? Cô Uyên Đồng cô nói là trời ơi, chị sợ nói chuyện với Mã Đỏ lắm á. Nó làm mấy cái kiểu đó, nó nghĩ nó dễ thương á em. Nếu mà nó nói cái câu này trước mặt chị cắn chổi vô đầu nữa em. Bà nói gì luôn đó. Rồi, mệt quá, đại đi, tao tắt này, tôi mệt rồi. Mệt quá. Sinh nhật có làm đâu, phải làm ở Hokkaido đi, mình còn đầu tư. 2, 1. Happy birthday, happy birthday, cô Uyên Đồng. Đọc cái ấy rồi, tắt. Rồi, phải mệt quá, kẹp. Nhà đứa nào ngủ, giùm cái, mệt quá.